mua thức ăn xong. Và mình cảm nhận là cái chợ ấy khá là ok các bạn. Các ba bán hàng tư vấn nhiệt tình, cực kỳ thân thiện đấy. Đây. Và bây giờ anh em tôi sẽ đi thêm mua thêm đồ các bạn. Mua thêm đồ để quay chiều ngày hôm nay. Đó là một hộp theo con voi kèo 502. Đây. Bây giờ đang rất là nhiều mây các bạn. Các bạn cứ đi cách một đoạn đường thế dâm đi một chút nữa thì nó lại nắng. Vì là khu vực đại từ khu công an cho nên là ở đâu vì anh em tôi là chủ khu này rồi nên là thoải mái, không cần phải đội mũ các bạn. Đã tăng hóa. À, mua. Cho mình ai. Sao cậu dâu đâu nhỉ? Nhất thì là 150.000 một cái. Thế cả con xem. Cái loại này, thay lưỡi đâu cả. Tất cả là thay lưỡi hết. Hai lưỡi thì bao nhiêu? Hai lưỡi của nó là có 35.000 thôi. Ừ, lấy hai lưỡi. Ba lưỡi này chắc phải cho cái thằng nào nó cứng, gầu cứng luôn. Loại này mình mẹ gầu tơ cho hai lưỡi. Chuẩn phí. Thay lưỡi, lưỡi của nó đây này. Cho con thêm hai cái lưỡi. Rồi, cái bao nhiêu? Đây xem là 6 95 này. 5 cộng với 22. Thế là 215.000. Đây là cô tính là ấy nhé, còn hai cái là cô không tính nữa đấy. Mua nhiều quá nên bị thương mại. Ừ, không mua nhiều nó cũng ok ngay. 210, 50 là chưa đồng cũng trả lại. Không sao bị Vinmart các bạn. Phải thoải mái đến đây lựa đồ. Đây lại nắng rồi. Chỗ của Dư quẹt thẻ thì yêu cầu là cấm camera nên là mình cũng dừng clip đây thôi.
chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.